Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Hai chào em. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi ha. Mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào MC Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi, chào em. Em tên là Phạm Thị Hoài, năm nay là em 24 tuổi và nơi chôn rau cắt rốn của em là Đắk Nông. Nhưng mà do số phận đưa đẩy nên em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giáo viên dạy trung học phổ thông. Hai môn đó là môn sinh và kiêm luôn môn công nghệ. Sinh và công nghệ. Mình vào dạy trong này lâu chưa em? Dạ, em dạy là 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi, ok, tốt quá. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, và cùng toàn thể quý vị trong trường quay và hai bên gia đình. Em tên Phan Văn Hưng, năm nay em 24 tuổi và em quê ở Thanh Hóa và làm bất động sản tại Bình Dương. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được 7 năm rồi. Ở đây với ai? Em ở với cha mẹ trong này. À, cha mẹ vào luôn hả? Dạ. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em hòa đồng trong công việc và biết nấu ăn và biết tham gia các hoạt động xã hội như là từ thiện vân vân. Khuyết điểm có không? Khuyết điểm là hay nóng tính thôi. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ không. Không. Rồi. Mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ thì ưu điểm của em về công việc thì em là người có sự cố gắng, có sự học hỏi và em không ngại thất bại. Từ thất bại thì em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm đem đi lên. Và nhiệt tình với bạn bè, với những cái người xung quanh em. Về thứ ba thì về tình yêu, em là một người biết quan tâm và biết hy sinh cho người mình yêu nếu mà người đó thực sự xứng đáng. Mình có cái khuyết điểm nào không em? Cái nhược điểm nào của mình? Dạ, thì em có khuyết điểm là em nói hơi nhanh. Khi mà nói hơi nhanh thì hay bị nói lộn. Và em làm việc thì hơi chậm. Nấu ăn thì không được ngon lắm và đa nghi hay ghen trong tình yêu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Vấp phải thì em có nhiều mối tình rồi ạ. Nhưng mà cái mối tình nào sâu đậm nhất, động lại trong em nhiều cái ấn tượng nhất thì có mối tình nào chưa? Dạ có. Có mối tình thời em học lớp 8. Trời ơi, cái gì lớp 8 mà mối tình sâu đậm hả? Là hết rồi đó hả? Có một mối tình đó thôi đó hả? Dạ có nhiều mối tình nữa nhưng mà nó vẫn không sâu đậm. Và kể thì em nghĩ là chắc là không thôi, thêm được. Thôi được rồi, nhiều đó là hiểu rồi. Em trai có mấy mối tình? Dạ em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà có hai mối tình coi như là khắc cốt. Trước khi đi nghĩa vụ quân sự em có quen một bạn và khi đi nghĩa vụ quân sự được một thời gian là bạn đó lập gia đình. Và khi đi nghĩa vụ về có quen một bạn nữa thì quen được khoảng 5 rưỡi thì bọn em chia tay. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lý do là mình mới bắt đầu chưa có cái gì trong tay cả và người ta thì có một cái ham muốn quá sức của mình không thể chiều được thì hai bên có thể là chia tay. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn ha. Bây giờ cái mong muốn của mình về một cái người yêu mới, em mong muốn thế nào? Thì em muốn có một bạn gái biết phụ giúp gia đình và biết chăm lo cho gia đình. Công việc thì cũng không quan trọng, tại vì công việc em thì có thể nuôi được gia đình. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như là tóc có thể ngang vai hoặc gương mặt xinh xắn xíu là được. Đến qua anh xem coi có tóc ngang vai xinh xắn không nha. Em chào anh. Tóc cũng ngang đây. Rất là xinh, cô giáo dạy sinh hả? Dạ, em là cô giáo dạy sinh. Cô giáo dạy sinh thường thì nghiên cứu, có người nghiên cứu về bộ phận tim, có người bộ phận não, có người bộ phận sinh dục, vân vân, ABCD đúng không? Dạ, em nghiên cứu đều đều nhưng mà sinh dục chắc là em nghiên cứu kỹ hơn. Đó, thấy đó, chưa? Thấy chưa? Vì em nhìn đàn ông em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của họ được không? Em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của đàn ông, nhất là những bạn nam độc thân nhưng mà không biết là đúng hay sai. Em nhìn sơ sơ em đoán người đó tâm sinh lý thế nào được không? Em đoán là sinh lý mạnh hiếu ạ. Đoán luôn hả? Được không? Dạ, em đoán. Dạ đúng không? Dạ em dạ không. Họ nhìn cái dáng người họ biết là hôm này đẻ con trai nhiều con gái nhiều vân vân. Dạ theo em là con trai con gái thì tùy thuộc vào trong cái lúc quan hệ với nhau. Cô giáo, cô giáo mà có gì đâu mà ngại. Dạ nhưng mà em thường là dạy về cây cối. Cô giáo dạy về cây cỏ mà nghiên cứu về bộ phận sinh dục. Thế nó lạ vậy? Năm đại học em được học. Được học nhưng nghiên cứu về đó đúng không? Dạ. Như vậy thì em yên tâm đi. Nếu sau này mà hai đứa lấy nhau là bà xã là coi như là biết em sức khỏe cỡ nào rồi ha. Không có lo. Em biết được là làm sao sinh con trai, làm sao sinh con gái. Hay vậy? Hãy chỉ anh coi. Thì theo em được biết, một người đàn ông sẽ có hai loại tinh trùng, đó là X và Y. Khi Y tới nhanh và kết hôn với tế bào trứng thì lúc này tạo ra con trai.
Nhưng mà làm sao cho nó tới nhanh mới là quan trọng chứ, ai không biết nó tới nhanh. Thì xác định cái chu kỳ kinh nguyệt như thế nào đấy. Đúng rồi đó, anh cũng nghiên cứu mấy lần mà đẻ con gái không. Khó lắm, nghiên không có được đâu. Cũng em muốn xin học. Mẫu người bạn trai mình là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai em là không gầy quá, không mập quá. Mập quá. Cao 1m67 trở lên chị. Nói đi rồi đây chị nghiên cứu coi mạnh hay yếu nè. Đừng có đen lắm. Sinh lý thì không quan trọng. Y nhanh hay ít nhanh? Hả? Em chưa biết. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em ghét nhất là một người đàn ông lăng nhăng, gia trưởng. Em hình dung cô giáo dạy sinh bên này như thế nào? Là một người cá tính và nói chung là biết thương gia đình và nói chung là biết có tình cảm. Khi nào em đám cưới được, tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái vấn đề tiến tới hôn nhân thì công việc em thì ok hết rồi á. Và gia đình em thì cũng là có thể là cho phép hai bên gia đình có thể cưới, nhưng mà phụ thuộc vào hai bên có thể hợp lý hay không, tình cảm như thế nào thôi. Em nghĩ bao lâu là thời gian phù hợp nhất, lý tưởng nhất? Dạ, theo em thì hơn 2 năm. Hơn 2 năm nữa? Dạ. Lâu vậy? Cổ mới có 24, 2 năm mới 26, 2 năm được không em trai? Dạ, cũng tùy hai bên, chứ còn cũng không nói trước rồi ạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em, với chị, bạn thân và những người bạn đồng nghiệp. Rồi cho chào nhà gái à, cho gặp mẹ em phải không? Dạ mẹ rồi. Em chào anh Quyên Linh và chị Cả Tường. Dạ chào tất cả quý vị trong trường khán giả trong trường quay. Tôi là Bình đến từ Đắk Nông. Cô thấy con rể tương lai này được không? Để tương lai cũng thấy vui tuổi tính rồi thì cùng hòa đồng cho nếu được thì hai đứa đến tìm hiểu đi đến hôn nhân. Là thêm ý kiến của chị gái đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em là Hoa, là chị gái của Hoài. Thì em thấy bạn nam bên này thì rất là vui tính, hòa đồng, cũng hợp á. Nếu mà có cơ hội thì có thể tìm hiểu và nếu có duyên á thì sẽ đến tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Rồi, sao dạ, cảm ơn chị. Rồi. Chị là chấm rồi đó. Hy vọng có con rể tương lai con ha. Thì hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi cùng với chị và hai người bạn đồng nghiệp. À, chị ruột hả em? Dạ chị họ. À rồi chào dạ. Chị em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là chị của Hưng tên là Liên ạ. Chị thấy là bạn gái bên đây cũng khá là xinh xắn, nhìn rất là dễ mến. Còn phía Hưng á thì được cái là tính tình thì rất là hòa đồng với mọi người, công việc thì cũng nhiều nhưng mà cũng ít có thời gian để đi gặp gỡ các bạn gái ở ngoài mấy. Hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội rồi có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn ạ. Rồi bây giờ để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mở rào. Em tặng anh hoa. Cảm ơn anh. Để em tặng anh nha. Em cảm ơn. Món quà. Sao cô giáo xinh, đây có mập quá không? Có đen quá không? Dạ không. Nhưng mà hình như em thấy nhìn anh còn hơi trẻ sao? Ngoại hình thì hơi trẻ, không biết có suy nghĩ có chín chắn hay không? Do thời gian đi lập nghiệp từ nhỏ, từ năm 2010 đến bây giờ thì nói chung là vượt qua trường lớp quân đội thì biết lo cho công việc, gia đình với là lo sự nghiệp. Dạ. Em có thích một người con trai mà kinh doanh bất động sản, có thể là đi làm về khuya hoặc là đi tiếp khách với lại những khách hàng hay là gì đó, thì em có giận hay là có thông cảm được không? Dạ em thì đi tiếp khách, đi gặp khách hàng, gặp đối tác thì em sẽ thông cảm cho. Đúng rồi. Miễn là đừng có làm việc gì có lỗi với em là được rồi. Cái đó có thể làm được. Dạ. Thì không biết là một tuần là anh rảnh được ngày nào? Thời gian của anh nó không có gò bó, tại vì các nhân viên của anh nó làm việc và anh chỉ có thể là đi gặp đối tác hoặc đi xem dự án này kia thì đó thôi. Thì thời gian của anh có thể là anh sắp xếp được. Dạ. Em có giải nhau, ví dụ mà qua trong chương trình thì có thể là anh có thể mời em về nhà anh chơi gì đó được không? Dạ, cũng có thể là sẽ có chuyện đó xảy ra. Anh cảm nhận về em như thế nào? Thì có thể là một cô gái năng động, nói chung là biết suy nghĩ và biết lo cho gia đình. Đơn giản vậy. Anh có những tài lẻ nào nói hay không ạ? Anh có thể hát gì đó, có thể nấu ăn vân vân. Hát tặng cổ bài cho thay đổi không khí cho nó xôm lên nè. Tỏ tình nè. Anh xin gửi tới em bài hát. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em.
chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Oh, oh. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh, rồi một ngày em cũng sẽ trở về cùng anh. Cùng anh ở nơi phương xa ấy. Giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung để cho anh được thấy như em đang kề bên. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Anh hát rất là hay. À, gái có muốn nói gì nữa không? Hay là hát lại câu nào không? Em cũng có một đoạn xin dành tặng anh, quý vị khán giả đã đến đây cổ vũ cho em, và đặc biệt là những người thân của em đã bớt chút thời gian đến dự. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em này sang kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa muộn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. À, ta bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Cũng đã dành cho các bạn khá nhiều thời gian để trò chuyện. Có thể không thể hiểu hết được nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận phần nào người đối diện có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nhé. 1 2 3 Rồi, bấm tay. Bấm tay nhau đây hai bạn. Rồi, xin phép bác gái từ hôm nay như thế nào đó, hứa hẹn rồi xin phép hôn con gái đã. Của bác. Dạ, con xin chào cô và con xin phép cô cho con được làm quen với Lệ Hoài và cho con xin phép được tìm hiểu Hoài trong thời gian sắp tới. Dạ, cô đồng ý rồi đó. Xin phép hôn. Anh có thể thơm em một cái không? Đó. Động chia sẻ về họ tên, tên tuổi, nghề nghiệp của mình ạ. À, anh tên thì Nguyễn Thiên Quân, sinh năm 78. Công việc của anh là nghề làm trong một công ty bên môi trường và bên khâu sửa chữa ô tô tại Phan Thiết. Hiện tại anh đang ở đâu? À, ý là hiện tại anh đang ở, hiện tại anh sống và làm việc ở Phan Thiết. À, Phan Thiết. À. Rồi. À, sửa chữa ô tô hả, phải không ạ? Đúng rồi, anh làm cho công ty môi trường. À, làm cho công ty. Rồi, ok, cho em hỏi là điểm mạnh điểm yếu anh là gì? À, điểm mạnh của anh thì anh rất hòa đồng, vui vẻ và biết cầu tiến trong công việc. À, cầu tiến trong công việc. Vậy thì cho em hỏi nha. Đúng. Em hỏi hơi nhạy cảm xíu là thu nhập của anh hiện tại giờ là bao nhiêu? À, thu nhập của anh thì một tháng 15 triệu em. Chưa tính công việc ngoài của anh. 15 triệu, dạ. Rồi, vậy thì điểm yếu anh là gì? Nói chung là anh cũng không, anh cũng nói chung là điểm yếu của anh thì cũng như điểm mạnh thôi. Hả? Điểm yếu cũng như điểm mạnh là sao anh? Không hiểu. Chỉ là điểm yếu của anh thì anh thì nói chung là có những cái ai mà nói được, ai mà nói ra mà thấy thảm thảm vào thì mình hơi chảy nước mắt vậy đó. Hơi có cảm xúc á. Dễ mũi lòng đúng thấy... không? Thương người đúng không? Thương người và biết chia sẻ cho người khác. Ủa nhưng mà nếu mà anh thương người vậy thì có khi nào anh bị người ta lừa gạt chưa? À, chưa đâu em, chưa đâu. Dạ. Ví dụ như cái lời nói, qua cái lời nói hay là mình thấy cái câu đó có cảm xúc hơn ấy thôi. Dù vậy, mình. Dạ. Vậy thì cho em hỏi ha, ví dụ như là anh nghĩ anh sẽ có một cái điểm gì thu hút ở phụ nữ nè? Anh có điểm thu hút là anh về sự nghiệp anh và cái sự độ an toàn của người phụ nữ. An toàn và sự nghiệp đúng không? À. À, vậy thì cho em hỏi ha, nhà cửa của anh mình đã có nhà cửa của anh thì anh có hai cái nhà. Ui ghê vậy. Rồi. Nhà riêng luôn ha. Nhà riêng của anh. Và có vườn cây ăn trái. Wow. Tài chính thì nói chung là làm cho người phụ nữ đó sự an toàn luôn.
Ok. Rồi, anh làm nếu mà mình vừa tài chính mình ổn ha, có hai cái nhà với lại cho người phụ nữ an toàn, thì lý do tại sao anh lại ế? Tại vì anh ế là anh chia tay, anh đã có từng có gia đình rồi. Nhưng có gia đình. Thì cho em hỏi là cái mối quan hệ gia đình của anh đó là mình quen nhau, mình có hôn nhân khoảng bao lâu, bao nhiêu năm? Anh chia tay, anh đã ly dị năm 2016 em. Ly dị 2016 là mình được bao nhiêu năm rồi ta? Anh được, bữa nay 2016 này 22 thì được 6 năm em. 6 năm trong hôn nhân đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ok, cho em hỏi ha, là lý do tại sao mình lại ly dị ạ? Sao em? Lý do tại sao mình lại chia tay hả? Nói chung là do cũng chuyện tình cảm vợ chồng nó có nhiều mâu thuẫn á. Nhưng mà cả hai đều anh có thể kể chi tiết đi được. Cả hai đều không đi đến sự thống nhất, không có đồng quan điểm. Nói chung là nó cũng đủ chuyện hết. Nhưng mà anh có thể cho một cái chi tiết mà chuyện đó là gì không ạ? Mình có dính đến người thứ ba không? Sao em? Ý là trong cái mà không đồng ý của anh là cái gì, anh có thể kể rõ cho em hơn xíu được không? Để em biết là em né cái người phụ nữ sâu cho anh thôi, không có gì hết, chẳng hạn vậy. Nói chung là anh thì nó cũng hơi có lỗi một phần trong cuộc hôn nhân đó. Là do anh có người thứ ba đúng không ạ? Là vậy đi. Trời ơi. Rồi sao trời không biết. Rồi nhưng mà sau khi như vậy rồi rồi cái người thứ ba đó rồi anh tới với họ hay không phải được, hay không sao? Phải là không nhân cái người thứ ba em, mà không phải vậy đâu. Ý ở đây anh nói ví dụ như do vợ anh nó hiểu nhầm thôi, cũng vậy bạn gái gì đó em mà. Do cái sự hiểu nhầm của bạn có vợ anh thôi. Rồi đâm ra nó cái sự kích mít cãi vã thôi. Rồi không dẫn tới một cái sự ôn hòa, nó dẫn đến chia tay chứ không phải là cái người vợ thứ hai thứ ba gì. Em hiểu không? Là vợ anh hiểu nhầm. Ví dụ như hiểu nhầm, ví dụ như ngồi uống cà phê với bạn bè rồi nghe người ta nói là anh có bồ nhí ví dụ vậy đó, rồi ghen tuông. Rồi nếu mà anh giải thích rồi vợ anh không tin hả hay sao ạ? Thì giải thích thì không tin, thì càng ngày nó càng mâu thuẫn, cũng nghe lời người khác dù vậy đó. Rồi anh quyết định nhiều lần quá rồi đâm ra rồi vợ anh nó cũng ví dụ như thấy vậy, ví dụ như chồng ăn chả bạn em gì đó ví dụ vậy, nhưng anh không thích, nhưng dẫn đến cái sự mà không ấy nữa thì ra quyết định hai người chia tay luôn. Rồi trong cũng phần cũng không phải chuyện đó nữa, nó cộng thêm có nhiều nhiều việc mà để xích mích trong cái gia đình, nhưng thấy cả hai đều không thấy thích hợp nữa thì chia tay. Em hiểu rồi. Rồi ok, vậy thì sau cái mối cuộc hôn nhân đó thì anh đã độc thân bao lâu và anh có tìm hiểu ai khác nữa không? Nói chung là anh độc thân thì từ đó biết tới bây giờ. Còn mà sự tìm hiểu thì anh thì cũng có tìm hiểu một hai người mà là người đó không phù hợp với anh. Tức là cũng bạn bè tìm hiểu với nhau, không có cùng quan điểm sống và cách không thích hợp. Cho em hỏi là cái quan điểm sống của anh như thế nào để mà không phù hợp với anh, để em biết ạ. Nói chung là bây giờ anh nói với em là cái người phụ nữ đó thì cái đồng quan cảm với mình, đồng cảm với mình. Giống như cuộc sống của mình, chia sẻ với nhau, rồi quan tâm và chăm sóc với nhau và cho nhau sự an toàn. Dạ. Chứ anh cho em hỏi là mình đã có mấy bé rồi ạ? Anh hai em, anh có dạ. Hai đứa. Có hai đứa. À. Rồi hai anh đang ở với con hay là ở với mẹ hết ạ? Anh bây giờ là ý là lúc đó lúc trước thì ở với mẹ. Ý là con của anh nó ở với ai á? Ở với mẹ. Dạ dạ ok. Rồi. Rồi. Vậy thì bây giờ hiện tại anh mong muốn bây giờ tìm tới chương trình bản quyền hò là anh mong muốn bạn gái của anh như thế nào?
anh thì mong muốn với người bạn gái của anh là ưa nhìn, là đủ nhìn là được rồi. Rồi trong cuộc sống thì biết chia sẻ, quan tâm gia đình, là người phụ nữ thì nói chung là cũng thiên về gia đình một tí. Chung là anh thì cũng không có cái gì để mà ấy đâu, thần tượng gì ai đâu. Quê quán thì sao ạ? Quê quán thì chung là cả hai đều thông cảm với nhau, ví dụ như ở xa, ví dụ như ở xa, ở gần thì cũng được. Ví dụ vậy. Ở xa ở gần gì cũng được không? Ví dụ như em kiếm một anh, một người vợ ở tuốt Tây Bắc, anh chịu không? Nói chung thì cũng ở cách nhau cũng khoảng đường cho ở em Sài một Gòn cái... ở Sài đâu Gòn là ở Sài Gòn là ở Phan Rang, Nha Trang gì cũng được, vụ vậy á. Mà ở Sài Gòn ha. Chuyển đi về Phan Thiết, ví dụ là phải về Phan Thiết sống, vụ vậy. Mà lỡ người ta không về Phan Thiết, người ta làm việc ở Sài Gòn sao trời? Làm việc ở Sài Gòn hả? Ừ. Rồi cái này tính sai đi rồi, anh còn cái gì mong muốn bạn gái nữa không nè? Thì mong muốn bạn gái thì cũng mong muốn bạn gái của anh thì hiểu và thông cảm, chia sẻ với nhau. Chiều cao. Chiều cao hả? Chiều cao thì cũng từ 1m6 thôi. 1m60, anh cao nhiêu vậy? Anh cao 1m7 em. Ồ. Cao 1m70, dạ rồi. Sáu thì tính tình hiền lành. Vui vẻ hòa đồng. Trong rồi tóc dài. Tóc dài nữa hả? Xinh gái một tí. Trời ơi. Cái gì cao vậy anh? Sao em? Cái gì sao lựa chọn cao vậy? Phải xinh gái nữa hả? Em nói sao? Phải xinh gái nữa hả anh? Không không, không có đẹp gái gì đâu, cũng được được, nhìn được chút đẹp gái. Nhìn được là như thế nào anh? Ý là nhìn người thấy nó thoáng hay là nó nhìn dễ nhìn, vụ vậy đi. Đúng không em? Dễ nhìn. Ok thôi, cái này em sẽ, ví dụ như anh được chọn vô chương trình thì sẽ làm việc biên tập, sẽ có một biên tập riêng làm việc sâu hơn với anh điều này ha. Dạ rồi, ok. Thì sẽ gặp lại anh sau ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn.